Đồng chí Trần Văn Trón, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Úc đến thăm chúc Tết tại huyện ủy Tân Trụ vào sáng nay ngày 21 tháng 1. Trong chuyến đến thăm chúc Tết tại huyện Tân Trụ, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Trón bày tỏ sự phấn khởi khi thấy sự phát triển về mọi mặt của tỉnh Long An nói chung và của huyện Tân Trụ nói riêng. Nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024 sắp đến, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã trao tặng số tiền 500 triệu đồng từ nguồn kết nối, vận động mạnh thường quân, các đơn vị tài trợ xã Tân Phước Tây, các trường học trên địa bàn xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, đến các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Với những phần quà trao tặng, đồng chí Trần Văn Trón mong muốn người dân Tân Trụ đón Tết vui tươi, ấm áp.